Xin chào mừng anh chị đã trở lại với kênh Bất Động Sản Khu Tây của Tuyết. Hôm nay Tuyết sẽ giới thiệu cho anh chị về một mô hình rất được ưa chuộng vào những năm gần đây, đó chính là mô hình nhà vườn nha anh chị. Có một câu bông đùa rất là vui, đó chính là nếu mà mệt quá giữa thành phố sống chồng lên nhau thì mình về quê và nuôi cá trồng thêm rau. Đây là một trong những câu nói rất quen thuộc của người Sài Gòn cũng như là những người con xa quê, hay là muốn tìm mong muốn giữa cái thành phố chật vật thì tìm cho mình một mảnh đất rất là yên bình. Những năm gần đây thì rộ lên những cái xu hướng nhà vườn, kiểu như là vừa có thể ở, xung quanh thì có trồng rau nè, nuôi cá nè, thì hiện tại có thể có thêm mô hình cà phê sân vườn thì rất là được ưa chuộng, cảm giác như là mình đang ở một cái Đà Lạt đúng không mọi người? Khu vực Tuyết đang di chuyển đó là nhà của một vị khách rất là ưa chuộng về Long An, thì đây kết hợp vừa nhà ở và quán cà phê nha anh chị. Một trong hai luôn, thì vừa có thỏa mãn sở thích của mình, sống một cuộc sống rất là yên bình. Qua đó thì muốn chia sẻ về sở thích này thì anh chị đã mở một cái quán cà phê rất là yên tĩnh tại một khu vực Long An, không quá xa trung tâm cũng không quá gần trung tâm, để phục vụ những cái bạn trẻ có nhu cầu sở thích uống cà phê, ngồi nhâm nhi ly cà phê, vừa nghe bản nhạc ngày xưa cũng như là ngắm cảnh thiên nhiên, thì quả thật là rất là tuyệt vời luôn. Đây là một trong những quán rất là Tuyết rất là thích luôn, tại vì thứ nhất là gần nhà Tuyết, thứ hai nữa là không gian quán cảm thấy là sau khi mình làm việc căng thẳng thì mình về đây mình nhâm nhi một quán cà phê, ôi rất là tuyệt vời luôn. Đây chính là một trong những cái điểm mạnh của quán mà rất là khó tìm luôn. Mọi người hãy cùng Tuyết dạo một vòng nha. Đây là khu vực của quán cà phê, trồng những nông sản rất là sạch. Đây là mùa thu hoạch của khoai, này là gọi là khoai sâm đất nè. Cái này là rất là hot, đang hot trên mạng luôn. Vị của nó là vị ngọt và giòn, thanh mát. Ôi trời ơi, mùa hè mà ăn những cái loại quả như thế này thì rất là tuyệt vời. Ở đây là trồng organic luôn nha anh chị. Ngoài phục vụ cái sở thích của bản thân ra thì anh chị cũng có thể là tới đây để giao lưu, cũng như là mua những cái nông sản sạch, giao lưu với chị chủ ở đây rất là dễ thương luôn. Tuy thường tới quán ở đây để uống trà nè, cảm nhận lại sau một cái ngày mà làm việc mệt mỏi của mình á, thì nó có những cái thay đổi như thế nào, suy nghĩ ý tưởng cho ngày mai, cũng như là thư giãn cho mình một cái ngày làm việc mệt mỏi, thì quả thật rất là tuyệt vời luôn. Nếu mà anh chị nào có dịp xuống Long An thì Tuyết sẽ mời anh chị đến quán này nha. Anh chị nào muốn về Long An tìm cho mình một cái mảnh đất vườn như thế này thì cứ liên hệ cho Tuyết nha.